Đoàn khám phá Việt Nam chúng tôi tiếp tục hành trình về đồng bằng miền Tây. Điểm đến của chúng tôi lần này là địa danh Thất Sơn, một quần thể núi kỳ bí nằm trong vùng trũng của đồng bằng miền Tây Nam Bộ. Đây chính là nóc nhà của đồng bằng sông Cửu Long. Không cao như các dãy núi ở miền Trung, Tây Nguyên, Tây Bắc, nhưng Thất Sơn mang đặc thù về huyền thoại tâm linh, từ các lễ hội chùa miếu quanh năm đến những kỳ tích anh hùng trong nhiều thời kỳ chiến tranh. Dãy Thất Sơn bao gồm núi Kết, núi Cấm, núi Dài, núi Tượng, núi Cô Tô, núi Sập, núi Ba Thê. Từ cửa ngõ núi Sam, thị xã Châu Đốc, chúng tôi mất khoảng 1 giờ đồng hồ đến núi Cấm. Vùng đất linh thiêng bậc nhất để khám phá những hang động huyền bí nơi đây. Trước đây, để lên được đỉnh núi Cấm cao hơn 700 mét, người hành hương phải đi bộ trên một con đường xuyên rừng với những bậc đá dốc cao và dài hơn 4 km. Nhưng hiện nay, núi Cấm được đưa vào khai thác du lịch và hành hương, nên một con đường mới đã được xây dựng. Từ con đường này, khách có thể phóng tầm mắt bao quát trọn vẻ đẹp của đồng bằng với những cánh đồng phì nhiêu cỏ bay thẳng cánh miền Tây. Thiên Cấm Sơn hay còn gọi là núi Cấm, vì tương truyền xưa kia, vùng đất từng có sự lưu trú của chúa Nguyễn nên người dân bị cấm lai vãng. Nơi đây còn nổi tiếng là khu rừng thiêng nước độc với nhiều loại thú dữ và những đạo sĩ tu luyện phép màu. Ngoài ra, núi Cấm còn có tên gọi khác là Thiên Cẩm Sơn, ý nói là một ngọn núi cảnh vật đẹp tuyệt vời. Đoàn chúng tôi đến núi Cấm với ý muốn tìm về cảnh vật, con người huyền thoại năm xưa. Liệu trong cuộc sống hiện đại ngày nay, Thiên Cấm Sơn đã chuyển mình như thế nào? Liệu nét đẹp bao đời nay có còn tồn tại? Chúng tôi thật may mắn vì phương tiện di chuyển đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng với không ít người, núi Cấm vẫn là một điều gì đó xa xôi. Họ cũng như chúng tôi muốn một lần lên đỉnh núi để tìm hiểu đâu là sự thật, đâu là huyền thoại. Và đỉnh núi Cấm dần hiện ra, thoáng một chút thất vọng hiện lên trong ánh mắt của các thành viên trong đoàn. Đỉnh núi Cấm ngày nay không còn u tịch, huyền bí mà đã trở nên sầm uất, náo nhiệt với hàng ngàn lượt người đang tề tựu về đây cùng các công trình đang xây dựng ngổn ngang. Theo dòng người hành hương, chúng tôi bắt đầu thăm viếng những điểm cần phải đến trên đỉnh núi Cấm. Đầu tiên, chúng tôi viếng thăm chùa Phật Lớn. Đây là một trong những ngôi chùa xuất hiện đầu tiên trên đỉnh núi Cấm từ trước năm 1912. Sở dĩ chùa có tên gọi là chùa Phật Lớn vì trong chùa có thờ một tượng Phật cao 1,8 mét. Vào thời điểm ấy, pho tượng này cao lớn nhất trên đỉnh núi Cấm. Ngoài ra, tên gọi này còn dùng để phân biệt với chùa Phật nhỏ nằm ở hướng đông gần chân núi. Chùa Phật Lớn có khuôn viên rộng hơn 3 hectare, có nhiều cây cổ thụ quý trên 100 năm tuổi bao quanh. Từ một mái chùa nhỏ đơn sơ ban đầu, ngày nay, chùa Phật Lớn đã được xây dựng lại và không ngừng mở rộng, trở thành một ngôi chùa hoành tráng, soi bóng bên hồ Thủy Liêm. Chùa Phật Lớn là một trong những điểm đến đầu tiên của người hành hương lên đỉnh núi Cấm. Một điều thú vị mà du khách khi đến đây không thể bỏ qua chính là việc thả mồi cho đàn cá đông đúc trong hồ Thủy Liêm. Khi cho những chú cá chép ăn, lòng người trở nên thanh thản như gần gũi thêm với thiên nhiên. Chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua hồ Thủy Liêm càng làm cảnh vật trở nên hữu tình hơn bao giờ hết. Cạnh chùa Phật Lớn chính là tượng Phật Di Lặc lớn nhất Đông Nam Á. Trong tín ngưỡng của người phương Nam, Phật Di Lặc chính là vị Phật gần gũi, thân thiện nhất với con người. Phật Di Lặc chính là biểu tượng cho sự hiền hòa, điềm lành, may mắn cho mọi người. Đây cũng chính là công của ban quản trị chùa Phật Lớn. Tượng Phật Di Lặc cao 33,6 mét, sừng sững giữa một vùng cây cối xanh tươi
rộng trên 2 hecta, mặt hướng về chùa Phật Lớn và chùa Vạn Linh. Tượng tạc gương mặt Đức Phật một cách sống động với nụ cười bao dung và thánh thiện. Bên trong tượng là một chính điện thờ cúng. Khách hành hương có thể đi theo những bậc thang trong lòng tượng để lên cao hơn, ngắm nhìn toàn cảnh Thiên Cấm Sơn theo một góc độ khác. Đối diện với chùa Phật Lớn là một ngôi chùa nổi tiếng khác của đỉnh núi Cấm. Đó chính là chùa Vạn Linh, hay còn được gọi là chùa Lá. Bởi vào năm 1927, khi Hòa Thượng Thích Thiện Quang khai sơn chùa Vạn Linh, lúc bấy giờ chùa chỉ là một am nhỏ, mái lợp bằng cỏ tranh. Chùa Vạn Linh ngày nay đang được xây dựng quy mô. Nổi bật bảo cát Quan Âm cao hàng chục mét, được xây dựng theo mẫu Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, in bóng sừng sững lên trời xanh. Có thể nói, cụm kiến trúc chùa Phật Lớn, Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc đã làm thay đổi gần như hoàn toàn diện mạo của Thiên Cấm Sơn hoang vu, huyền bí thuở nào. Quần thể kiến trúc này đã tạo thành một trung tâm du lịch hành hương ngày càng phát triển, thu hút du khách không kém gì di tích nổi tiếng chùa Bà Châu Đốc, núi Sam. Sau vài phút bối rối trước một đỉnh Thiên Cấm Sơn quá mới mẻ, không còn nhiều dấu xưa, chúng tôi đã phát hiện ra từ nơi đây còn có những con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn đến những hang động, mỏm đá nổi tiếng linh thiêng khác. Chính từ những con đường nhỏ này, một núi Cấm hoang sơ ít được con người biết đến hiện bày ra trước mắt chúng tôi. Chúng tôi chọn phương tiện di chuyển là những chiếc xe gắn máy để đi sâu hơn vào trong lòng núi Cấm. Từ đỉnh núi Cấm, dòng người hành hương bắt đầu đổ về những hang động, điện thờ nổi tiếng. Với chiếc gậy trúc trong tay, họ mang theo niềm tin tâm linh vượt qua những đoạn đồi dốc chập trùng để làm cuộc hành hương cho riêng mình. Chúng tôi cảm thấy mình thật sự về với thiên nhiên, về với cội nguồn. Càng đi vào sâu trong rừng, con đường càng trở nên khó khăn và chia thành nhiều nhánh nhỏ. Chúng tôi quyết định điểm dừng kế tiếp của mình là hai hang động nổi tiếng nhất của núi Cấm, là Điện 13 và Hang Công Đức. May mắn cùng đồng hành với chúng tôi là anh Nguyễn Huy Trương, hướng dẫn viên khu du lịch Lâm Viên núi Cấm. Có một chút thú vị xen lẫn mạo hiểm khi chúng tôi đi trên con đường núi còn rất nguyên sơ này. Chúng tôi không đi tìm những cảnh đẹp mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho vùng đất này, mà chúng tôi đi theo bước chân của những người hành hương đến những hang động, điện thờ mà họ thường thăm viếng. Đây, cái chừng cái ánh mít đó nó chợt nha. À, đi bước xuống cầu thang đi, nhẹ nhẹ xuống. Với chúng tôi, Hang Công Đức và Điện 13 không đơn thuần mang màu sắc tâm linh. Đó còn là một sự thử thách lòng can đảm của con người trước những khó khăn do thiên nhiên tạo hóa. Đó còn là một cuộc kiểm tra và nâng cao thể lực được tận hưởng cảnh thiên nhiên chan hòa, tươi mới. Người hành hương khi lên núi Cấm không thể không ghé qua hai điểm này. Với họ, Hang Công Đức và Điện 13 là nơi gửi gắm sự ốm đau bệnh tật, cầu mong sự bình an, hạnh phúc. Trên con đường đi vào hai hang động này, chúng tôi không ít lần phải dừng lại để nhìn ngắm cảnh đẹp hùng vĩ của đồng bằng. Xuống dưới đó nó quay lên. Dường như cái nắng hè giữa trưa như dịu lại, chúng tôi thấy mình thêm khỏe, thêm nhiều hứng thú khám phá vùng đất này. Để đến với Hang Công Đức, chúng tôi phải dùng phương tiện xe gắn máy. Một con đường mòn với nhiều dốc cao, gập ghềnh, do những bước chân người hành hương từ hàng chục năm qua tạo ra,
đưa chúng tôi đến với hang Công Đức. Xe không thể đi thẳng đến miệng hang Công Đức. Chúng tôi phải dừng xe và đi xuống những bậc thang trơn trượt để đến hang Công Đức. Trước khi vào động, chúng tôi gặp một quán nước vốn là điểm tập kết của dân hành hương. Chúng tôi quyết định dừng lại để hỏi đường xuống hang Công Đức. Cô ơi, cho con hỏi đường đi vô hang Công Đức chỗ nào cô? Xuống đó đó chú, xuống đó đó, xuống đó quẹo qua. Chị nói có lộn, có lộn đứng mình đo. Cô đo chưa? Dạ có nhỏ cháu đo chứ đây mình không đi, mình lên bán đâu. Nhưng cô bán cái này mà cô chưa đo lần nào. Những bậc thang đá bắt đầu nhỏ hẹp và nguy hiểm hơn. Trên đường xuống cửa hang, chúng tôi gặp một đoàn người hành hương đang đi ngược lên. Áo họ ướt đẫm mồ hôi, nhưng gương mặt ai cũng đang tỏa sáng rạng rỡ. Hang Công Đức vốn là một hang nhỏ nằm trong quần thể hang Bác Vật Lang. Bác Vật Lang chính là một nhà vật lý tên Lang, nổi danh từ thời Pháp thuộc. Ông chính là người tìm ra quần thể hang động tại đây. Riêng hang Công Đức nổi tiếng nhất vì có một hố sâu mà mọi người có thể xuống đó để đo công đức của mình. Chỉ thêm vài phút sau, chúng tôi đã tiếp cận được cửa hang. Nếu không có sự chỉ dẫn của chị Dung thì có lẽ không ai có thể nhận ra đây là lối dẫn vào hang, bởi đó là một lối đi quá hẹp. Trước chúng tôi đã có một đoàn dài đang rồng rắn trong hang để chờ được đo công đức. Bây giờ mình đã đến được miệng hang Công Đức chưa? Dạ được, tới miệng rồi. Bây giờ mình chui qua cái khe này chút xíu nữa là vô chổng là tới chỗ cây đo công đức đó. Cái hang đo công đức chổng á. Qua cái khe này là tới nè. Cái này là chới tới mới cái miệng thôi, cái miệng hang thôi. Vô chổng tí nữa mới là cây chăn cái cua mà mình đo công đức. Chứ đâu có cái gì chổng nữa, chỉ có đá thôi. Thì núi mà nó chỉ có đá vậy đó. Quả thật, đường hang Công Đức rất khó khăn. Chúng tôi toạc vào trường để lách những thạch nhũ của hang. Chiều rộng của hang chỉ đủ cho một người xoay sở. Hang hầu như không có một khoảng trống nào để mọi người tập kết. Chúng tôi phải di chuyển từng người một. Rồi, Nam có cách nào xuống dưới gì không? Đo xong. Cho con qua bên kia. Khoan, để cho ta lên cái đi rồi mình. Lên lỗ đi, gặp liền. Cuối cùng, chúng tôi đã tiếp cận được chiếc cân đo công đức. Đây chỉ là lỗ hang nhỏ, vừa khít một thân người. Từng người lần lượt leo xuống đây để đo công đức. Nó đang đo đó hả chị? Ngồi cái đít xuống đó. Tại cái giò. Hết rồi, đoạn ông hết rồi đó, ông lên đi. Chạy qua đây, xích cái mông qua đây tí. Rồi tuột hai giò xuống đi. Ở dưới đó có một cái mỏm đá như vậy nè. Trên có cái dây đang bước, anh đứng lên trên mỏm đá đó, chứ đừng xuống dưới sâu quá. Không phải xuống tới dưới đâu. Mắc cười quá. Có mỏm đá ghê là vậy thôi, anh đứng trên mỏm đá xuống tí nữa. Anh xuống đi chừng này em nói được là được đó. Tại cái mỏm dưới đó có cái mỏm. Anh đứng lên trên cái mỏm đó đó. Rồi. Phía bên đây nè, mình xích qua đây tí. Em sát người vô đây. Không còn hơi làm gì hơi thiếu thiếu. Ừ, lên lỗ đi, gặp liền. Đây nè, cái cây nè, sợi dây nè. Dạ, đây cái cây này phải không? Ừ, lại sợi dây đi, có sợi dây đi thẳng lên chánh. Sau một cuộc chinh phục hang động kỳ bí, chúng tôi trở ra ngoài, được thiên nhiên ban tặng ngay một cảnh đẹp hùng vĩ. Thế mới thấm thía hết ý nghĩa của người xưa gửi gắm trong hang Công Đức. Sau mọi sự cam go, cực khổ, con người sẽ được ban tặng những món quà vô giá. Món quà vô giá ở đây chính là cảnh đẹp yên tĩnh, không khí thiên nhiên trong lành giữa một nơi từng nổi tiếng là rừng thiêng nước độc. Bởi vì cái điện 13 với cái điện Công Đức đó là nó mới hồi 80 tới giờ, chứ hồi xưa chưa có cái tên đó. Này, chưa có. Nhưng mà bởi vì sau này là 75 giải phóng tới 80 đó họ đi nhiều rồi các đoàn nó đặt thôi. Chứ cái điện 13 đó thì nó hồi tốt, cái điện đó nó cũng bí ẩn lắm, chưa có danh hiệu gì hết. Nè, rồi sau này những người ở đó đó, nhưng mà người ta nghĩ là sẵn rồi xuống, người ta đi đó, nó đi nhiều ngã, nhiều tầng, rồi đặt nó là 13.
chúng tôi lại tiếp tục hành trình khám phá hang động của mình. Điểm dừng kế tiếp chính là điện 13. Theo người dân địa phương, khi thực hiện hành trình vào điện 13 với nhiều cực khổ, giống như quá trình gian nan tạo tác ra con người. Khi vừa thấy cửa điện 13, chúng tôi biết rằng một hành trình khó khăn đang đợi chờ trước mắt. Với chiều cao trung bình khoảng trên dưới 1 mét, điện 13 là một thử thách lớn với những người đang tác nghiệp. Nhưng điều này không dễ làm nản lòng chúng tôi. Ngược lại, tất cả mọi người đều háo hức. Ủa anh, bây giờ bắt đầu đi xuống 13 điện đúng không anh? Đúng rồi, 13 điện. Điện này điện thứ nhất. À, điện thứ nhất. À, còn 12 điện nữa, mỗi một điện gì là có cái chim hơn. Bàn thờ người ta kêu điện 13. Dạ. Mà giờ càng xuống mình sẽ càng tối nữa hay sao? Dạ đúng rồi. Anh cho em hỏi là xuống càng sâu gì thì liệu nó có bị ngợp không anh? Không, lạnh. Hơi gió thoảng đèn cầy thường tắt hoài. Rồi cửa thứ nhất mở giò trái tràn qua. Rồi bỏ giò xích tuột nhẹ lại cửa thứ hai điện 13. Vừa bước vào cửa hang thì cả không gian tối om bao phủ, không còn nhìn thấy ánh sáng. Bước nhẹ xuống tới đây là điện thứ ba. Nghĩa là mình còn 10 tầng nữa anh. Dạ. Ở đây cửa thứ ba mình vô trong cái nó còn hẹp một chút nữa. Khi vừa đi được một đoạn ngắn nữa, chúng tôi gặp được một người bỏ cuộc từ đoàn đi trước. Thoáng một chút lo lắng, nhưng nhanh chóng chúng tôi lấy lại bình tĩnh để tiếp tục cuộc hành trình. Mọi người đều phải vừa ngồi chồm hổm vừa di chuyển. Rất hiếm có khu vực nào có thể đứng thẳng. Thậm chí chúng tôi phải bò, trườn để vượt qua. Chúng tôi quan sát, ngoài lối đi mà anh Trung chỉ dẫn, còn rất nhiều ngõ nhỏ khác xung quanh nhìn tối hun hút. Anh Trung cho biết, bản thân anh vẫn chưa khám phá được những lối đi này. Như là người ta thường thường nói hang mà đẻ nó hẹp gắt hẹp. Có con gan tắc à, xuống tới chỗ mẹ đẻ con tắc à. À. Mình đi tuột nhẹ xuống, mình hót bụng vào, mình chui qua, mình bò lên luôn là nãy giờ mình đi ngược không đó. Dò đi trước không mà như tới chỗ mà khó đi đó. Thường thường là khách nói là điện 13 là hang mẹ đẻ. Rồi chui qua là bò lên là ra ngoài. Yeah. Đây là cửa thứ 8 nó hơi rộng một chút. Còn xuống cái này nó hơi hẹp. Rồi mình tiếp tục mình đi ha. Dạ. Rồi tới đây bỏ hai tuột nhẹ xuống bỏ hai. Có những chỗ điện 13 thu hẹp lại. Chỉ còn cao khoảng 60 phân. Khiến nhiều người nản chí. Nhưng với sự chỉ dẫn của anh Trung, mọi người nhanh chóng vượt qua một cách nhẹ nhàng. Đây quả là một thử thách thú vị, không phải ai cũng có dịp trải nghiệm. Bỏ giò xuống đây có cái cầu thang nè. Lỗ hổng nha dữ đó. Người ở sao nhìn thang được chưa? Người đi sao nắm chân người trước. Điện 13 như một mê cung. Nếu không có người địa phương dẫn đường thì du khách rất dễ bị lạc, rơi vào tình trạng nguy hiểm. Hay là quay ngược lại? Ờ, dĩ đó tuột xuống. Ờ, người dĩ tuột xuống. Diễn dưỡng ta bẻ hai cái giò ta bỏ đi. Rồi, chỗ này gắt hẹp tuột hai giò ngồi nhẹ xuống nha. Cái anh quay phim chỗ này hay tạm vắng một chút đi. Vắng đoạn đi chuyền cái máy qua đi hay mình ra ngoài là nó chấm rồi quay về. Để tôi qua tôi chỉ cho. Em muốn khóc rồi. Tụt hai giò xuống anh này. Rồi người sao đi lên tới. À, nãy giờ mình đi điện 13 mà đi hết 11 bước vào 12 ngồi đây mình bước lên là 13 đó mình bước ngoài có ánh sáng luôn. Nhưng bước lên phải đi cách nào anh? À, như mình đưa đầu lên, hai tay mình hót nhẹ lên. Hai tay mình hót lên, giò mình rút lên. Và đây là điện thứ 13. Nhưng để thoát ra khỏi cửa mẹ đẻ lại là một thử thách mới. Một lỗ nhỏ tưởng chừng không ai qua lọt chính là lối duy nhất để ra ngoài. Chúng tôi phải đưa đầu vào trước, sau đó dùng tay chống luồn lách thân hình để vượt qua.
tuy nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần vận động sức lực và sự khéo léo của cơ thể là mọi người có thể vượt qua cửa mẹ đẻ, hoàn thành hành trình của điện 13 của mình. Đây là gì anh? Đây là như cái ga ha mẹ đẻ, này thường thường khách ta gọi khỏi gì cơ. Như cái mê chuông vậy đó, người ta gọi là ga mẹ đẻ có cái chuông. Trước cửa mẹ đẻ có một mỏm đá, được gọi là chuông đá. Anh Trung chỉ dẫn mọi người, sau khi ra khỏi điện, gõ vào chuông đá để báo hiệu hoàn tất hành trình. Kỳ lạ thay, chỉ duy nhất phiến đá này mới phát ra những âm thanh trầm bổng như tiếng chuông. Trở ra ngoài, chúng tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mình vừa khám phá. Hành trình không đơn thuần mang màu sắc tâm linh. Đó còn là một sự thử thách lòng can đảm của con người trước những khó khăn do thiên nhiên tạo hóa. Đó còn là một cuộc kiểm tra và nâng cao thể lực được tận hưởng cảnh thiên nhiên chan hòa, tươi mới. Tạm biệt núi cấm, tạm biệt vùng đất bảy núi, chúng tôi trở về mang theo nhiều trải nghiệm thú vị. Đó là những cuộc chinh phục hang động ngoạn mục và thấu hiểu được sự gửi gắm niềm tin của mọi người vào thiên nhiên để có động lực sống tốt hơn, hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn. Thành phố Bác Hồ, chúng con về thăm quê hương Bác Tôn. Người sáng An Giang, đất miền Nam cây trái ngọt lành. Chính quê hương này đã sinh ra người con trung hiếu, dâng hiến cuộc đời vì đất nước, vì nhân dân. Đời đời xứ xanh mãi lưu danh người tôn đức thắng. Gương sáng soi đường cho con cháu ngày sau. Được về thăm chốn này, mong nghe hồn dâng lên bao ý thơ. Tình đất Long Xuyên Mỹ Hoàng đón gió sông Hậu. Sắc xuân dân tràn đất quê hương ngày nay đôi mới. Châu đốc dương mình cùng tiến bước vì An Giang. Đồng bằng Cửu Long chính con sông hòa chung tiếng hát. Xây đắp dung trồng đời vui ngát hương xuân. Lòng thầm nhắc dây búng bình thiên sẽ còn dương lưu luyến bên mình. An phú thân yêu nước bình di săn thắm ân tình. Đường dâu xa khi tìm về châu phú, chờ tình duyên vẫn mong chờ người đến cùng ta. Ngàn lời hát lịch sử còn ghi tức giúp nêu gương sáng quái hùng. Ba chúc tri tôn mãi còn thương quá khứ ưu buồn. Mạnh bước chân ta dặn lòng đi tới, vì tương lai An Giang mình phơi phới niềm vui. Thành phố Bác Hồ, chúng con về thăm quê hương Bác Tôn. Người sáng An Giang, đất miền Nam cây trái ngọt lành. Chính quê hương này đã sinh ra người con trung hiếu.
dâng hiến cuộc đời vì đất nước, vì nhân dân. Đời đời xứ xanh mãi lưu danh người tôn đức thắng, gương sáng soi đường cho con cháu ngày sau. Được về thăm chốn này, mong nghe hồn dâng lên bao ý thơ. Tình đất Long Xuyên Mỹ Quang đón gió sông Hậu, sắc xuân dâng tràn đất quê hương ngày nay đôi mới. Châu Đốc Dương mình cùng tiến bước vì An Giang, đồng bằng cửu long chính con sông qua chung tiếng hát, xây đắp dung trồng đời vui ngát hương xuân. Lòng thầm nhắc về bóng bình thiên sẽ còn dương lưu luyến bên mình, an phú thân yêu nước bình di xanh thắm ân tình. Đường dẫu xa khi tìm về châu phú, chờ tình biên vẫn mong chờ người đến cùng ta. Ngàn lời hát lịch sử còn ghi thức dập leo gương sáng quay hùng, ba chúc tri tôn mãi còn thương quá khứ buồn. Bằng bước chân ta dặn lòng đi tới, vì tương lai An Giang mình phơi phới niềm vui. Bằng bước chân ta dặn lòng đi tới, vì tương lai